vâng, trước khi đến với một phần đập hộp siêu to khổng lồ ngày hôm nay thì em xin phép tố cáo hai tên cầm thú trong gia đình nhà em. Các anh chị, đây chính là chân dung của hai tên cầm thú làm em đảo điên, stress, đau trung tâm thần kinh tọa mỗi ngày. Cái mặt lúc nào cũng tỏ ra là mình ngây thơ nhá. Ăn thì lắm, ngủ thì nhiều, đi ngoài cũng nhiều luôn. Mỗi lần ăn tung tóe ra mà rửa bát ngày nào cũng rửa, những ngày nào nó cũng làm bẩn thế này, có chết được không? Vâng, còn cái bát uống nước thì ngoài chuyện uống nước các anh chị rửa tay, rửa chân, rửa mồm, rửa mặt liên tục, cái bát lúc nào cũng bẩn khổ lắm cơ. Mùi các anh chị thải ra thì làm em vô cùng điêu đứng. Ngày này qua tháng lợi, mũi em sắp hỏng đến nơi rồi anh chị ạ. Tình hình thế này là không được nhá. Cái nhà này cần phải có sự cải tổ, và từ ngày hôm nay tôi sẽ là người cải tổ lại cái gia đình này. Việt Nam nói là làm không nói nhiều, đặt luôn một bộ sản phẩm Pet Kit về để hầu hạ cho chúng bay đây được chưa? Mưa tầm tã ra nhưng hai bạn nhân viên của Pet Kit vẫn nhiệt tình ship đồ đến cho mình. Lên cái vỏ hơi bị ướt một tí cả nhà thông cảm. Chiếc hộp đầu tiên được đập đó chính là một cái máy uống nước của Pet Kit. Con này thì giúp em là đỡ ngày nào cũng phải đổ nước, hiểu không? Mình đổ một lần mình dùng một tuần luôn. Mà quan trọng là mấy con cầm thú kia nó được uống nước sạch, nó không bị vướng nông này, nó không bị vướng bụi, vướng cát này, bởi vì nó có một cái hệ thống lọc nước rất là sạch luôn. Hơn nữa là cái máy này nó cứ đùn đùn nước lên ấy, nó kích thích sự tò mò của những con mèo, nên là những con mèo nhìn thấy thì uống nước nhiều hơn bình thường, tốt cho hệ tiêu hóa. Tiếp theo là một chiếc máy cho ăn tự động của Pet Kit. Thì cũng phải nói đây là một sản phẩm rất phù hợp với những thằng chủ người như em, không rảnh mà ngày nào cũng đổ đồ ăn ra nhé. Cái máy này hay ở chỗ là nó có thể kết nối với điện thoại của các anh chị có thể xét giờ ăn một ngày mấy bữa, mỗi bữa bao nhiêu gram cho boss của các anh chị. Đấy, thế là cứ đúng đến ngày đến giờ đấy là nó nhè đồ ăn ra là các con boss lao vào rằng xé nhau để ăn thôi. Mình đỡ phải hầu. Khi làm cái máy nó hết đồ ăn thì nó lại báo về điện thoại của các anh chị. Nói chung là chỉ cần làm việc qua điện thoại thôi. Xin long trọng trịnh trọng tuyên bố đây mới là chùm cuối nhá. Máy dọn vệ sinh tự động dành cho mèo cưng, được chưa nào? Từ ngày hôm nay là em sẽ không phải lo đầu tiên là về mùi này, bởi vì trong máy này nó khử mùi hoàn toàn luôn này. Cái thứ hai là nó hoàn toàn tự động, cứ boss lao vào đi vệ sinh xong một cái là nó tự dọn cho mình luôn, mình không cần phải móc à. Và cái hay là toàn bộ thông tin một ngày boss của bạn đi vệ sinh bao nhiêu lần đều được báo về điện thoại, đi nỏng hay đi không nỏng đều được báo về luôn. Công việc của bạn là chỉ cần một tuần rưỡi một lần rút cái khay ra và đổ đi chấm hết. Vâng, và cái máy Pet Kit Pura X này thì em phải gọi là nuôi mèo như không nuôi, giới thượng lưu đẳng cấp nuôi mèo là đây, không phải làm một cái gì cả. Ấy ra đấy, em lại còn được tặng quà nữa. Và em khuyên các anh chị là ở trên thị trường rất nhiều các loại máy khác nhau, nhưng các anh chị nên mua chính hãng, bởi vì làm sao, nếu như máy mình có cái vấn đề gì thì mình đè ra mình bắt đền, chứ nếu mình mua lung tung trên mạng hoặc là đặt ở nước ngoài về là đền ai, đền vong hả? Và quan trọng là nếu các anh chị đặt chính hãng thì có người đến lắp đặt và hướng dẫn cho các anh chị, sau này máy các anh chị hỏng thì các anh chị có thể sửa hoặc là một đổi một luôn nhá. Nói chung là khoản chi ra thì cũng lớn đấy, nhưng mà nó xứng đáng. Đừng có tham rẻ hơn một ít rồi đến lúc cái máy nó hỏng, nó đơ, nó phách ấy, thì đến lúc đấy là biết kêu giời kêu đất nên lại bảo là tôi bỏ tiền lớn ra mà bị mua ngu, mua hàng ngu là không nên nhé. Thế là từ bây giờ cuộc sống của em với hai con boss chỉ tràn ngập niềm vui và tiếng cười thôi. Em hạnh phúc lắm, em không phải dọn những cái thứ mùi mà nó do bẩn bẩn, em sợ lắm. Cảm ơn cuộc đời vì những phát minh này. Bye bye mọi người nhé. Ôi dồi ôi, từ tầm bé cho tới tận bây giờ nhá, là lần đầu tiên trong cuộc đời được tận hưởng cái cảm giác là được tổ chức sinh nhật bất ngờ cho. Thật là hạnh phúc và surprise. Chuyện này em đi vào thành phố Hồ Chí Minh vì chúng một con rót với những bạn TikToker. Em mới bảo các bạn là các bạn ở trong này, các bạn am hiểu hàng quán nào ngon thì dẫn em tối nay đến để cho em review cho các anh chị trên TikTok xem. Thì mấy đứa nó mới bảo là anh có thích ăn đồ Hàn không, chứ trong này có một hàng tên là ca búp ngon lắm. Thế là đồng ý là đi là quay là review đấy. Sau khi tắm rửa thơm thoa đến nơi thì gặp Tun Phạm với cả Hoa Nhật Huỳnh đã đến rồi. Chà đặng lại, châm đô lại, thành pate lại. Lâu lắm mới có cơ hội gặp lại các bạn mình mà này còn được làm chung job rất là vui luôn. Thôi nhỉ, chớ hề nào mất thời gian của mọi người nữa, mà bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục review ơ. Đấy eo ơi, ngoài những cái món quá trong menu ra thì luộc quá một cái nai đồ mà đầy tăm tắp đồ ăn xếp hàng lối đuôi nhau đi vào dạ dày của chúng tôi như thế này đây. Giảm cân kiểu gì à các anh chị ơi, khổ lắm cơ. Cái đống pan chan cũng đầy tăm tắp như thế này là hai dòng họ nội ngoại nhà em ăn không hết. Thôi không loại rông loại dài nữa, mình vào thẳng món chính nhá. Cái đĩa đầu tiên chúng em được ngoạm vào trong cổ họng ấy, nó là một cái đĩa thập cẩm về luống luôn nhá. Nói chung là để mà chi tiết thì cũng chẳng ai nhớ là cái gì đâu, nhưng mà hình như là quán nồng này, sách bầu à này, tteokbokki này, rồi thịt nướng này. Thịt nướng thì rất là thơm luôn, khi mà đặt một cái miếng nào đó áp sát bề mặt chảo là cái mùi thơm nó bốc lên, nó nao thẳng vào khứu giác, nó tấn công thần kinh của con người để con người phải tiết nước dãi chảy ròng 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 liên tục. Ăn được khoảng 5 miếng đồ lướng thì cứ ra đớp khoảng 3 miếng đồ chiên là chuẩn bài luôn cơ. Đấy gớm khổ, nhà hàng có cái nước này nó ngon quá mà quên tên không nhớ nổi, tạm gọi nó là nước hoa quả thập cẩm, tất cả các thứ hầm bà lằng lung tung thị nở chí phèo. Còn nếu mà anh chị là tiếp người thích tính toán thiệt hơn thì em giới thiệu cho anh chị cái set này coi như là nãi luôn, đi ăn mà mua một được ba luôn cơ. 499 cành cho một dĩa gầu bò Mỹ, thân bò Mỹ và bạch tuộc đại dương, được tặng ngay một phần phô mai bắp với giá 59 cành và một nồi nẩu bò Hàn Quốc trị giá 259 cành. Đi ba người mà gọi set này là lo đã đời luôn, ăn cực ngon, nước ngọt thơm. Nói tóm lại là ngồi đây cứ có cảm giác như đang ngồi ở bên Korea ấy. Ui trời ơi, không phụ công em sống rất là quá tâm với thế giới, đâm ra là các bạn tổ chức sinh nhật bí mật cho em, các bạn nháy nhân viên trước đấy mua bánh kem cho em, hát mừng hoan ca sinh nhật em, làm em hạnh phúc vô biên vô bờ bến. Hạnh phúc lắm các bạn ơi. Đấy, nhìn chung cái quả
quán này thì tóm lại là rất là nhiều đồ Hàn mà em ăn em thấy hợp khẩu vị của em. Mỗi món lại một kiểu khác nhau, nó đa dạng về mùi vị lắm các bác ạ. Thật phải gọi đây là một bữa ăn đầy mùi nhang khói. Vì hôm nay là sinh nhật nên các bạn không để cho mình vả tiền, nên là không biết được là bill hôm nay hết bao nhiêu để mà review cho các anh chị. Quên, hạnh phúc quá, được khao hạnh phúc quá, quên luôn, quên kiểm bill. Tóm lại là cảm ơn các anh chị em đã chọn một cái quán cực kỳ ngon để tổ chức sinh nhật cho anh em. Em hạnh phúc lắm, em yêu mọi người, yêu lắm, chụt chụt chụt. Chủ quán cho hai suất bún đậu mắm tôm đây ư? Hai suất tiểu ăn mắm tôm đúng không anh? À anh quên, một suất mắm tôm, anh ăn nước mắm thôi. Ok, một mắm tôm một nước mắm. Đi ăn bún đậu mắm tôm mà ăn nước mắm á? Tao thích ăn nước mắm thì làm sao hả mày? Con người ăn nửa nạc nửa mỡ nên ăn cũng nửa nạc nửa mỡ. Mắt tỉnh ghê cơ, sao hôm nọ cắn cằm mà kia. Bún đậu mà ăn nước mắm chẳng khác gì đi tắm mặt quần áo nguyên. Ha ha ha.